Ý tưởng thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện việc ghép một cái ảnh nhân vật của hai vợ chồng này vào trong một cái khung ảnh có sẵn. Nhưng mà khung ảnh này nếu ta nhìn kỹ, ta thấy nó được dựng trên một cái phối cảnh xéo, nghĩa là theo một hình thức là 3D. Do đó chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh mà giống tương tự như thực hiện cho cái hộp thuốc ban nãy. Vì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn trên cái khung ảnh, ta sẽ dùng công cụ lasso tool, nghĩa là công cụ thứ hai là polygonal lasso. Chúng ta sẽ thực hiện việc cắt bỏ cái phần ảnh trên khung để cho nó rộng. Chúng ta sẽ chọn như thế này, nghĩa là ta sẽ chọn bốn góc mà ta nhấn double click này, sau đó ta nhấn F7 để mở cái cửa sổ layer palette. Chúng ta nhấn đúp vào trong lớp background để chuyển nó thành lớp ảnh thông thường là lớp layer không. Sau đó ta dùng lệnh delete, hay là ta nhấn phím delete trên bàn phím để xóa, thì cái ô trắng và đen xám này xuất hiện, có nghĩa là sau lưng nó là rỗng. Giống như ta thấy trường hợp mà các em bé hoặc là người lớn họ chụp hình trong lồng sen á, là có những cái phông nền nhưng mà họ chừa cái khoảng hở để ta đưa cái mặt ta vào, thì đây tương tự như vậy. Sau đó chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình lại và chúng ta sẽ dùng cụ mu tool, cụ mu nghĩa là di chuyển ảnh, ta chọn trên lớp ảnh của hai vợ chồng, ta sẽ giữ trái chuột và ta rê, ta kéo thả qua cái lớp ảnh của có chứa khung ảnh. Sau đó chúng ta thu nhỏ lại rồi phóng to cái lớp ảnh đây lên. Công việc thứ hai chúng ta là bấm Ctrl trừ cho thu nhỏ lại, và chúng ta sẽ đưa cái lớp ảnh layer 1 cho nó nằm bên dưới lớp ảnh layer 0. Thì lúc này ta thấy rằng cái ảnh hai nhân vật sẽ được nằm bên dưới và nó được lồng vô khung. Nhưng bây giờ việc lồng vô khung này nó vẫn chưa có đẹp, do đó ta bấm Ctrl T. Chúng ta sẽ cho nó hiện ra tám cái dấu là ô vuông nhỏ, sau đó chúng ta đặt bên trong, ta nhấn distort và chúng ta sẽ chọn vào bốn cái góc để chúng ta kéo cái ảnh cho nó vô đúng bốn cái góc của cái khung ảnh. Như thế nó sẽ tạo cảm giác thật hơn, giống như thật, chứ nếu ta để bình thường như kia thì nó sẽ tạo cảm giác giả tạo bởi vì nó không đúng phối cảnh. Và chúng ta lưu ý là ta chỉnh làm sao cho những cái đường viền của bốn cái của cái khung ảnh đó, nó song song với tám cái đường mà chứa tám cái dấu ô vuông, thì như thế nó mới chính xác. Còn nếu ta để mà nó không có song song thì nó sẽ không có đạt. Nếu cần thiết ta để sát gì thì nó hay hơn, ta để sát vào bên trong cho nó đỡ mất chi tiết của ảnh. Nếu ta để bên ngoài quá thì nó sẽ mất chi tiết của ảnh, nó sẽ bị nhân vật sẽ bị thiếu. Sau khi đồng ý kết thúc, chúng ta sẽ nhấn Enter hoặc là double click vào bên trong. Bây giờ các bạn bấm nhấn không, bạn thấy và cái hình ảnh được ghép y như thật, nghĩa là chúng ta đặt vào bên trong khung ảnh theo đúng phối cảnh xéo, nghĩa là 3D vào bên trong. Đây chính là đây và là một ứng dụng thứ hai của lệnh distort.